Nước nó sôi lên rồi, mi rửa cái này xong rồi mình đổ nó vô nha các bạn. Rồi, mi mời bạn ăn thử với mi nha. Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn ơi, mi đang ở Costco với địa chỉ này nha. 12 đồng 39. Các bạn ơi, ở đây bây giờ có cái nách gịch chai rồi nè. 12 đồng 39 cho một bịch này. Nách gịch này ăn rất là ngon luôn. Này là nách gịch chai nha các bạn, của Impossible. Mì mới nướng trong lò air fry ra nè các bạn. Để nhiệt độ mì để 390 độ, khoảng chừng 15 phút luôn. Cho khoảng chừng 15-17 cái cục nách gịch như vậy nè. Nè, anh ăn không? Rất là ngon các bạn, mình thích cái này lắm luôn á. Giống mặn ha, giống thịt thiệt quá. Ngon các bạn, gia vị người ta ướp rất là vừa ăn. Các bạn nào chưa có ăn thử cái nách gịch Impossible này mình ăn thử nha. Tại ở đây Costco bán thì rẻ hơn mình mua ở Walmart. Một bịch này được 32 ounce luôn mà có 12 đồng mấy ha các bạn. Ketchup với bỏ chút honey vô quậy lên. Cũng ngon ha. Giống như cái sauce của McDonald's vậy đó. Dạ. Ăn được lắm các bạn. Ăn không cũng được, ăn chung ketchup cũng được. Hay là ăn cơm, ăn nước mắm chiên đều cũng được ha. Ngon, rất là giòn luôn các bạn. Các bạn nướng sao mà cho nó giòn ở ngoài, nó cứng ở ngoài á thì mới ngon. Chứ nó mềm là ăn không ngon nha. Korean rice cake soup nè. Các bạn có thử chưa? Cái loại rice cake này nó cũng có nổi tiếng của người Đại Hàn. Giờ bỏ vô đây làm soup, giống như bánh canh rồi vậy đó các bạn. 10 đồng 99. Ở trong đây là nó có 3 bịch, 3 bịch với 3 bịch gia vị. Một cái bịch như vậy nè các bạn thì được là 2 người ăn. Giờ mới đi rửa trước nha. Rồi cái này thì mình đổ vô trong cái nồi súp. Mình xé cái này mình đi rửa trước nè. Trong đây có cái giấy hút ẩm, mình bỏ ha. Mì đang nấu nồi nước nè, mình đổ gia vị vô. Các bạn ăn trứng thì đập thêm cái trứng bỏ vô cho có thêm nhiều dinh dưỡng ha. Cái nước này người ta kêu để là 750 ml. Rồi nước nó sôi lên rồi, mi rửa cái này xong rồi mình đổ nó vô nha các bạn. Mình nấu khoảng 3 phút. Rồi được khoảng 3 phút rồi đó các bạn. Mi cho một chút hành vô nè. Nếu mà mình ăn trứng thì mình cho trứng vô ha. Với rắc một chút xíu tiêu nữa. Rồi mình múc ra tô nha. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi, không biết ăn sao đây. Cái bánh này là traditional của người Đại Hàn á các bạn. Ăn ở New Year á. Để Tết á là người ta ăn cái bánh này. Chắc giống như bánh chưng bánh tét của mình vậy ha. Rồi, mi mời bạn ăn thử với mi nha. Cái bánh này á là người ta ăn nói là giống như là đem đến cái may mắn cho cái năm đó vậy đó các bạn. Bánh rice cake, không biết phải cái này là bánh đồng tiền không nữa, hồi lâu mới có nghe. Các bạn có biết cái bánh này thì cho mi biết thêm nha. Mình nghe nói vậy thôi chứ mình không có chắc chắn. Thì mình thử một cái ha. Nó dẻo lắm nha. Rất là dẻo. Cái nước súp nó cũng đậm đà các bạn. Ăn thấy được lắm. Không có nghe mùi dầu mỡ gì hết á. Cái bánh này ăn được các bạn. Nó dẻo ha. Ngon. Ăn được đó các bạn. Người ta kêu mình bỏ chút xíu dầu mè vô. Mi quên. Bây giờ mình để thử chút xíu dầu mè vô coi. Một muỗng cà phê thôi à. Cô nói đúng rồi. Để dầu mè vô thơm các bạn ơi. Thơm hơn nữa. Có dầu mè thơm hơn các bạn, ngon hơn. Ở trong đây nè các bạn, người ta ghi về cái dinh dưỡng của nó đó. Một cái bịch này nè là được hai người ăn đó. Mà 2 người ăn thì một cái phần ăn như vậy thôi, là phân nửa bịch này thôi, là mình được 7 gram đạm.
là một cái trứng đó các bạn. My xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ha. Chúc cho các bạn luôn vui, khỏe. My chào tạm biệt. Bye bye.